Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng hôm nay thì tôi cũng có lời của Chúa đến cho anh chị em và tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ đón nhận nó và sẽ được phước trong buổi sáng ngày hôm nay. Tôi xin nhắc lại rằng lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Tất cả những gì chúng ta nhận được thực sự đó là từ lời của Ngài. Dù đó là sự chữa lành hay sự giải cứu hay là sự phước hạnh đột phá trong đời sống của chúng ta, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Nó không phụ thuộc vào cái người giảng ra, nó không phụ thuộc vào ai đã nói, nó không phụ thuộc vào loa nói to hay nói nhỏ, nhưng phụ thuộc vào tấm lòng anh em có tiếp nhận nó hay không. Kinh Thánh chép rằng lời Chúa như hạt giống rải ra. Hạt giống thì không có vấn đề gì, nhưng mà nó mọc hay không nó phụ thuộc vào cái nơi nào nó rơi xuống. Nếu tôi đem một hạt giống rải ra trên nền nhà này thì đợi 1000 năm sau cũng chẳng có cây gì mọc lên. Nhưng mà đem hạt giống rải ra một nơi đất tốt, có độ ẩm, có nước, không có gai gốc đá sỏi, thì chắc chắn nó sẽ mọc lên. Và Kinh Thánh chép rằng đất, lòng người như mảnh đất vậy đó. Lòng người như mảnh đất. Cho nên nếu chúng ta hôm nay chuẩn bị tấm lòng của mình thật là tử tế nghiêm túc, hạ mình khiêm nhường để đón nhận lời của Ngài, tôi tin chắc chắn 100% rằng lời đó sẽ mọc lên trong cuộc sống của anh chị em và đem lại kết quả là sự tự do, sự chữa lành, sự đột phá và nhiều điều phước hạnh khác. Tôi đã kinh nghiệm điều đó trong đời sống của mình. Tất cả chúng ta nhận ngày hôm nay, những gì tôi nhận ngày hôm nay, những gì ông bà anh chị em ngồi dưới nhận ngày hôm nay là đến từ lời của Ngài. Cho nên tôi xin Chúa ban phước cho lời Chúa, ban phước cho tâm lòng anh chị em buổi sáng hôm nay để sẵn sàng cho lời Chúa. Amen. Cho nên trước hết chúng ta cầu nguyện một tí nha. Tất cả anh em mình hãy cầu nguyện cho tấm lòng mình và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, hãy đến với con, xin Thánh Linh Ngài mở tấm lòng con để con có khả năng đón nhận lời của Ngài, và lời đó sẽ trở thành một hạt giống tốt ở trong tấm lòng của mỗi một anh em mình. Xin chúng ta hãy cầu nguyện. Nếu như âm thanh quá trục trặc, chúng ta có thể tắt âm thanh luôn. Tôi có thể giảng không cho anh chị em nghe, không cần mic này nữa, chúng ta có thể nghe được. Amen. Cha ơi, trong danh của Giêsu quyền năng, con đứng đây để cầu nguyện cùng với anh em con. Lạy Chúa, con nương cậy nơi Ngài. Con biết rằng không phải năng lực, không phải quyền thế, nhưng tất cả bởi thần của Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện xin Thần Linh của Ngài vận hành trong tấm lòng anh em con buổi sáng hôm nay. Anh em con đến đây là để trong đời được gặp gỡ chính Ngài. Lạy Chúa, chỉ có Ngài khi đụng chạm vào mỗi một tấm lòng chúng con mới khiến cho cuộc đời chúng con được biến đổi, được chữa lành và tự do. Cha ơi, con cầu nguyện giờ này, xin Ngài hãy bày tỏ vinh quang, hãy bày tỏ rằng Ngài là đấng sống, Ngài là đấng vẫn làm phép lạ hôm nay, Ngài là đấng vẫn đang đi tìm và cứu những linh hồn hư mất ngày hôm nay. Chúa Thánh Linh ơi, hãy mặc khải cho chúng con biết rằng chúng con cần Chúa. Cần Chúa để sống, cần Chúa để được lành lặn, cần Chúa để có sự bình an trong cuộc đời này. Lạy Chúa, con cầu nguyện giờ này, Chúa ơi, hãy ban phước cho lời Ngài mà đã nói trong ngày hôm nay. Chúa ơi, con tin rằng tất cả anh em con ngồi phía dưới không uổng phí thì giờ để đến đây buổi sáng hôm nay. Chắc chắn anh em con sẽ nhận được sự sống từ lời của Ngài. Con nhìn thấy những cuộc đời được biến đổi trong buổi sáng hôm nay, những bệnh tật được chữa lành trong buổi sáng hôm nay, những cuộc đời được tự do trong buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, hãy đến với chúng con. Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu đời đời của Ngài. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi đã nói rất là nhiều lần và hôm nay cũng vẫn phải nhắc lại. Đạo của Chúa không phải là một tôn giáo, mà nó là một mối quan hệ.
không phải là một tôn giáo. Nếu đạo Chúa không phải là một tôn giáo thì nó có nghĩa là gì vậy? Nó có nghĩa là đạo Chúa không phải là một vài cái triết lý, một vài cái lễ nghi, một vài những cái luật lệ của một giáo chủ nào đó đã để lại cho nhân loại này, để rồi chúng ta học theo, làm theo và hy vọng rằng cuộc sống chúng ta được biến đổi. Đạo Chúa không phải truyền lại bởi một giáo chủ đã từng sống trên thế giới này rồi chết đi và để lại những lời lẽ khôn ngoan, siêu việt, rồi ngày hôm nay chúng ta học theo, tu luyện theo để mà mong chờ một điều tốt lành. Không phải vậy thưa anh bà anh chị em. Tôi nói rằng đạo Chúa là một mối quan hệ. Có nghĩa là đạo lý của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến với một chân thần, với một chân thần. Và chân thần đó là đấng tạo dựng trời đất. Chúng ta không thấy được bằng mắt thường, chúng ta không có thể nào rờ Ngài được. Nhưng Ngài có và Ngài đang hành động để thiết lập trong đời sống chúng ta một mối quan hệ với Ngài. Chúng ta biết Ngài và Ngài biết chúng ta. Khi chúng ta gọi mình là con cái của Chúa, nếu chúng ta gọi mình là đi theo Chúa, thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang nói tôi đang có mối quan hệ với Chúa. Đó là điều cốt lõi. Mà nếu chúng ta lãnh hội được cái này thì đời sống chúng ta nhất định sẽ gặp được những sự siêu nhiên, những điều đem lại những đột phá trong nhiều lĩnh vực của đời sống chúng ta. Cái thiếu sót ngày hôm nay đó là chúng ta chưa bước vào mối quan hệ với Chúa. Chúng ta chỉ học được những cái kiến thức về Chúa, chúng ta chỉ biết được những thông tin về Chúa, chúng ta chỉ nắm được những cái giá trị lịch sử của Chúa, nhưng chúng ta không có một cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúng ta không rời chạm và cảm nhận được rằng Ngài đang đồng đi và hiện diện trong đời sống của mình. Đó là điểm do tại sao chúng ta thấy ít, quá ít những cái sự biến đổi trên đời sống chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng nan đề của mình mãi không được giải quyết. Đó là lý do tại sao mà khi mình gọi lần tin Chúa, nhưng mà so với người ở ngoài thế gian, chúng ta kiểm tra lại cũng không thấy có điều gì nổi trội hơn. Thành thật mà nói là như vậy. Nhưng ngay khi chúng ta hiểu được điều rằng đạo lý của Ngài dẫn chúng ta vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và chúng ta học cho biết được để bước vào mối quan hệ đó, thì lập tức đời sống chúng ta chắc chắn biến đổi tức thì. Đó là sự thật. Đó là kinh nghiệm mà tôi đã rơ chạm được 27 năm trước. Tôi cũng là một người xuất thân từ cái tín ngưỡng văn hóa bình thường như bao gia đình người Việt Nam ngày hôm nay thôi. Tôi không biết tôn giáo là gì. Tôi cũng không biết Đức Chúa Trời là ai. Tôi cũng không biết Chúa Giêsu Christ là ông nào. Thật sự là không biết. Thậm chí tôi cũng có phần dị ứng với tôn giáo nữa. Tôi nói cái gì tôi cần và tôn giáo tôi không cần. Nhưng mà ngay khi tôi được Đức Chúa Trời thăm viếng, được thần Ngài rờ chạm, và bắt đầu tôi nhận biết được Chúa là có thật. Tôi nhận biết được Đức Chúa Trời là đấng không thấy mà có, giống như không khí không thấy nhưng nó có, và nhiều thứ khác mắt mình không thấy nhưng nó vẫn đang có. Và một buổi chiều nọ, trong một căn phòng, tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi nói lạy Chúa, con thật sự là hậu thế, sinh sau đẻ muộn, con không biết Ngài là ai. Nhưng nếu hôm nay Ngài bày tỏ chính Ngài cho con, để con xác quyết trong lòng rằng dù mắt con không thấy nhưng mà Ngài có, thì con sẽ theo Ngài và phụng sự Ngài suốt cả cuộc đời của con. Đó là một buổi chiều năm 1993. Và anh chị em biết điều gì không? Trong một căn phòng kín như thế, gió bắt đầu chuyển động, màn cửa bắt đầu rung rinh,
bàn ghế bắt đầu nhúc nhích, giường chiếu bắt đầu nhịp lên như cái ai nhảy trên đó. Và tôi nói điều gì đang xảy ra tại căn phòng của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận và đụng chạm một hiện tượng siêu nhiên. Và ngay lập tức có một điều gì đó đến rờ chạm trái tim này, một điều gì đó rất đặc biệt. Và chỉ sau 3 giây, trái tim này bắt đầu cảm động, bắt đầu khóc lóc, và bắt đầu trong tấm lòng nhìn thấy Đấng đã đóng đinh trên thập tự giá vì cớ linh hồn mình. Lần đầu tiên mình có cái Đấng mà mình không rờ chạm, không thấy, không được ăn, không được uống cà phê, không được uống trà với nhau, thì đó tôi gọi là một mối quan hệ siêu nhiên. Một mối quan hệ giữa một người trần mắt thịt với một Đấng chân thần không thấy được. Và anh chị em à, sự mầu nhiệm của đạo lý Đức Chúa Trời nằm ở chỗ đó. Tôi ước ao tất cả các bạn chị em mình ai cũng từng có một kinh nghiệm với Chúa, và chính kinh nghiệm đó thiết lập mối quan hệ của tấm lòng chúng ta với Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải với tôn giáo, không phải với lễ nghi, nhưng với Đức Chúa Trời hằng sống. Khi tôi nói có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời nghĩa là gì vậy anh chị em? Nghĩa là con người đó đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Đầu phục. Trước đây khi tôi chưa có mối quan hệ với Chúa, người ta rủ tôi đi nhà thờ, tôi nể quá đi cho vui thôi, chứ thật sự tôi cũng chẳng biết Chúa là ai. Không cần quan tâm, nể quá. Bạn bè này nó rủ thì thôi, mình nể mình đi. Không lẽ rủ 3 lần 10 lần mình không đi 1 lần cũng kỳ, cho nên đi thôi. Nhưng mà ngay khi tôi biết Chúa rồi, đuổi tôi cũng không về, bởi vì tôi cần thờ phượng Chúa của tôi. Đó là sự thật. Cho nên tôi nói với ông bạn chị em rằng sự đầu phục là bước đầu tiên để chúng ta thiết lập mối quan hệ với chân thần. Mà chân thần ở đây không phải là tà thần, không phải là những tà linh của những bùa chú thầy pháp. Không, đó là những tà linh gây lên những sự cướp giết hủy diệt. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang nói về một chân thần là Đấng tạo dựng trời đất, mặt trăng mặt trời, muôn vật, và trong đó có linh hồn của chúng ta. Thì điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời đòi hỏi đó là sự đầu phục. Đầu phục là gì? Đầu phục có nghĩa là từ tận đáy lòng mình nói với Chúa, lạy Chúa, chính hôm nay Ngài là ông chủ của cuộc đời con. Ngài nói điều gì con nghe theo nó. Ngài bảo con làm gì con làm đó. Ngài dạy con điều gì con sẽ tuyệt đối nghe theo và xem lời của Ngài như là lẽ sống của linh hồn con. Đó gọi là đầu phục. Ngày hôm nay chúng ta rất nhiều người đang mắc kẹt ở chỗ này, cho nên chúng ta rất khó để bước vào mối quan hệ với chân thật. Chúng ta mắc kẹt ở chỗ rằng mình không sẵn sàng để đầu phục cuộc đời mình cho Chúa, mặc dù mình nói rằng đi theo Chúa, tin Chúa, nhà có đạo, tôi cũng biết Chúa, tôi cũng từng đi nhà thờ. Nhưng xin anh chị em, tắt giùm cái âm ly giùm tôi cái, mình không cần nữa, nó không có tốt cho buổi nhóm ngày hôm nay. Lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Tắt giùm đi anh chị em. Và nhiều người ngày hôm nay mắc kẹt ở chỗ này, mắc kẹt ở chỗ này. Lại
nhưng mà con vẫn sống theo kiểu của con. Lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, nhưng mà con vẫn thờ thần của con. Lạy Chúa, con tin Ngài, nhưng mà những tín ngưỡng, những gì trong gia tộc, trong dòng tộc, con vẫn phải tôn thờ. Không được. Đây chưa gọi là sự đầu phục. Và nếu chúng ta không có sự đầu phục thì mối quan hệ với Đức Chúa Trời không bao giờ được thiết lập. Đó là sự thật. Dù muốn cũng không được. Rất nhiều người muốn nhưng không được. Rất nhiều người muốn nói: Chúa ơi, con muốn có mối quan hệ với Ngài. Nhưng mà Chúa nói: ai là thần của con? Ai thực sự là Chúa của tấm lòng con? Có thể đó là thần ở nhà con, có thể đó là thần của tổ phụ con, có thể đó là tiền bạc, danh vọng, địa vị, chức quyền, lý tưởng nào đó của con, là Chúa của con. Chứ ta chưa phải là Chúa của con. Đức Chúa Trời là đấng ghen tuông. Và khi một người đến với Ngài, ao ước được có mối quan hệ với Ngài, thì Đức Chúa Trời đòi hỏi một điều, đó là người đó phải dẹp tất cả những thần tượng của mình xuống dưới bệ chân của Ngài và đặt Ngài là trung tâm của cuộc đời mình. Thưa anh chị em à, bước đầu tiên đó nó dẫn chúng ta bước vào, bắt đầu bước vào mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời. Và của lễ để rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta là huyết của Chúa Giêsu Christ, đấng đã đổ trên thập tự dòng huyết đó. Của lễ này là của lễ duy nhất để khiến cho mọi tội nhân có thể bước vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng trời và đất. Không có Chúa Giêsu, đừng bao giờ hy vọng rằng mình có thể bước trước đến trước mặt Đức Chúa Trời. Không bao giờ. Bởi vì Ngài là đấng cực kỳ thánh khiết. Một tội nhân bước đến trước mặt của một đấng thánh khiết lập tức sẽ tắt hơi và chết liền. Một bóng tối mà lo dò đến một cái phòng đầy ánh sáng, lập tức bóng tối đã tiêu liền. Một cục than đang nóng mà bỏ vào nước, lập tức nguội liền. Sự thánh khiết đối nghịch với tội lỗi. Và một con người tội lỗi, nếu không có của lễ của Chúa Giêsu, không có huyết của Chúa Giêsu, con người đã không thể đến gần được Chúa Trời để mà thiết lập mối quan hệ với Ngài. Cho nên hỏi bạn chị em, tôi không biết rằng hôm nay có ai đó đến hội thánh này và chưa một lần đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Tôi không quan trọng anh chị em đã tin Chúa hay chưa, không quan trọng. Tôi chỉ kêu gọi rằng nếu anh chị em thực sự muốn có mối quan hệ với Chúa, hãy đầu phục cuộc đời mình cho Ngài một cách thật lòng, một cách thành khẩn, một cách hạ mình trước mặt Chúa. Không quan trọng anh chị em mình là ai ở trong xã hội này, địa vị, danh lợi, quyền thế, chức tước trước mặt Đức Chúa Trời chỉ là con số không, nó không có giá trị gì cả. Trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài nhìn tất cả anh em mình chỉ là những linh hồn tội lỗi, yếu đuối, hư mất, cần phải được trở về nhà và được sống. Ngài là Cha yêu thương của tất cả chúng ta. Đó là sự thật. Trở lại với vấn đề mối quan hệ với Chúa còn là gì nữa? Mối quan hệ với Chúa nó còn tiến thêm một bước nữa trong cái sự đầu phục cuộc đời mình với Chúa. Đó là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa Trời ơi. Sau khi mình đầu phục rồi thì mình hãy bước vào mối quan hệ yêu thương. Đó anh chị, đó là tiến trình thứ hai để thiết lập mối quan hệ. Cũng như anh chị em thiết lập mối quan hệ với một người nào đó thì không chỉ là bằng mặt mà không có tấm lòng à, mà tấm lòng cũng không phải chỉ là một tấm lòng của người chủ với tôi tớ. Chúa không dừng lại ở đó. Chúa gọi chúng ta là con của Ngài. Ngài là Cha yêu thương của chúng ta.
Như vậy thì trong mối quan hệ với Chúa có tình yêu, có cái sự ấm áp, có sự nhân từ và lòng thương xót. Tôi khích lệ tất cả anh chị em mình hãy kinh nghiệm cho được cái sự yêu thương đó trong đời sống thuộc linh hàng ngày của mình. Anh em phải đến và cảm nhận được Đức Chúa Trời rời chạm tấm lòng của mình, cảm nhận được rằng Ngài săn sóc từng nhu cầu nhỏ nhất trong cuộc đời của mình, từng mọi khía cạnh của đời sống mình, trong công việc, trong gia đình, trong tài chánh, trong mối quan hệ với nhiều người ở ngoài xã hội này, thì Đức Chúa Trời Ngài giữ gìn, dẫn dắt và dẫn lối chúng ta đi. Bởi vì sao Ngài làm điều đó? Bởi vì Ngài yêu mến chúng ta. Anh chị em yêu ai? Anh chị em muốn điều tốt nhất cho người đó. Ca mang không chị? Đó là sự thật. Mình yêu ai? Mình luôn luôn muốn điều tốt nhất. Cha trên trời cao yêu chúng ta và muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Cho nên Kinh Thánh chép tình yêu thương trọn vẹn thì xua tan sự sợ hãi, nghi ngờ. Khi chúng ta bước vào mối quan hệ yêu thương với Chúa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình nhẹ nhàng, tự tin. Tôi khích lệ ông bà anh chị em hãy sống phù hợp với những gì mình tin, đừng sống khác đi. Có rất nhiều người nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng mà mỗi ngày vẫn cứ lo lắng. Anh em thấy mâu thuẫn không? Rất mâu thuẫn. Nếu tin Ngài là toàn năng thì anh em lo cái gì? Tại sao phải lo? Cho nên cái lời mình nói chưa chắc phù hợp với những gì trong lòng mình tin. Nếu anh em tin rằng Ngài là đấng yêu thương chúng ta tuyệt đối, thì tại sao mình sợ hãi? Mình sợ điều này, sợ điều kia, sợ ma, sợ quỷ, sợ bệnh, sợ đói, sợ nghèo. Tại sao? Vì thật sự mình chưa bước vào một tình yêu thật sự với chân thật. Mình chưa bước vào. Mình chỉ biết tình yêu Ngài bằng cái lý trí thôi. Cho nên mình có thể nói bằng cái miệng rằng là tôi yêu Chúa, Chúa yêu tôi, nhưng mà lòng mình vẫn sống trong sự sợ hãi. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy sống tương ứng với những gì lòng mình tin. Vì những gì mà mình nói đó, những gì mình hành động đó, những gì mà mình biểu hiện trong đời sống này đó, nó từ tâm lòng mình đi ra. Để kiểm chứng cho cuộc đời của mình, xem thử mình có thật sự bước vào điều đó không. Và điều thứ ba anh chị em, khi tôi nói có mối quan hệ với Chúa là vâng lời. Vâng lời cái sự vâng lời này là cái kết quả của tình yêu. Khi mình yêu Chúa, mình sẽ vâng lời Chúa. Kinh Thánh chép rằng ai yêu ta sẽ giữ điều răn của ta. Ta sẽ yêu mến người và tỏ cho người biết ta. Dân chương 14 câu 20, 21 chép như vậy anh chị em. Cho nên chúng ta hãy chú ý câu Kinh Thánh này. Cái sự vâng lời Chúa là bằng chứng hùng hồn nhất cho chúng ta thấy rằng mình yêu kính Chúa. Vâng lời. Không vâng lời thì không thể nào yêu Chúa thật lòng. Đó có thể chỉ là những cung bậc của cảm xúc thôi. Tôi nhớ có một câu chuyện có người kia kể là trong một buổi tối nọ có một số điện thoại gọi đến bảo người anh em ơi đến giúp tôi với, tôi đang bị gọi là sốc ở đây cho nên là không về nhà được. Thế thì dù vì là người tin Chúa cho nên chạy đến và thấy cô gái trẻ đó là đang bị sốc ở trong một cái vũ trường và cần phải được đưa về nhà. Trên đường đưa về nhà, anh bạn hỏi là người chị em ơi có yêu Chúa Giêsu không? Người đó thều thào nói tôi yêu Chúa lắm, tôi yêu tuyệt vời lắm, lúc nào Chúa cũng là nhất trong đời sống tôi hết á. Nhưng mà lại thấy sốc thuốc ở trong vũ trường. Cho nên cái điều đó nó mâu thuẫn lắm. Cho nên đôi khi trong cảm xúc của chúng ta, chúng ta yêu Chúa ghê lắm, nhưng mà hành động và hành vi lời nói của mình thì sao ạ? Không yêu Chúa. Nhưng Kinh Thánh thì nói rất rõ, người nào yêu Ngài thật sự thì gìn giữ điều răn của Ngài.
gìn giữ điều răn của Ngài. Ngày hôm nay nếu hỏi tất cả mọi người có yêu Chúa không, ai cũng giơ tay hallelujah, tôi yêu Chúa. Nhưng mà khi chúng ta thành thật kiểm tra lại những hành động trong đời sống của mình thì chúng ta thấy rằng có một số chuyện chúng ta không yêu Ngài. Bởi vậy cho nên tôi nhắc lại anh chị em, có ba thứ để giúp chúng ta bước vào mối quan hệ với Chúa. Đó là đầu phục cuộc đời mình hoàn toàn cho Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, sức lực, kính yêu Ngài. Và điều thứ ba, tuyệt đối vâng lời Ngài. Ba điều đó anh chị em. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bước vào mối quan hệ này. Tại sao? Đây mới là đề tài tôi muốn nói cho anh em buổi trưa hôm nay. Trưởng thành để được tự do. Chủ đề tôi muốn chia sẻ cho anh chị em ngày hôm nay là trưởng thành để được tự do. Mỗi một con người chúng ta, tôi tin rằng ai cũng khao khát có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Ai cũng khao khát hết đó. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng để bước vào mối quan hệ này. Đó là sự thật. Vì sao? Vì có một số thứ cản trở trên đời sống của chúng ta. Có một số thứ. Tiên tri TB Joshua đã nói, bất kể khi nào một người bước một bước đến gần Chúa Giêsu thì người đó lập tức bị tấn công. Đó là sự thật. Bất kể khi nào trong cuộc đời anh chị em trỗi lên một sự khao khát, lạy Chúa con muốn gần Ngài, lập tức anh chị em bị tấn công. Có một thế lực không muốn anh chị em đến gần Chúa Trời. Có một thế lực không muốn anh chị em có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Có một thế lực không bao giờ muốn anh chị em gìn giữ lời của Ngài. Và thế lực đó nó hành động khắp mọi nơi. Nó dùng đủ mọi phương tiện để cản trở đời sống của con cái Đức Chúa Trời, cản trở đời sống của những người muốn bước vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời, muốn tiếp nhận Ngài, muốn đi theo Ngài. Nó có thể dùng tín ngưỡng, nó có thể dùng văn hóa đời này, nó có thể dùng con người, bạn bè, gia đình, người thân, nó có thể dùng hoàn cảnh, nó có thể dùng tiền bạc, tài chánh, sức khỏe, tất cả mọi thứ để nó níu anh chị em trở lại. Và nó nói anh chị em rằng đừng bước tiếp, bước tiếp là sẽ gặp nguy hiểm. Anh chị em bao giờ cảm nhận đời sống mình có cái đó không? Tôi tin là có đấy. Tại vì thế lực này nó đang hiện hữu khắp mọi nơi. Cho nên có một câu tôi hay nói vui đó: tin gì cũng được, miễn đừng tin Chúa Giêsu. Anh em thấy rất buồn cười. Bây giờ giả dụ anh em là con trong một gia đình đi ha. Anh em về thưa với ba mẹ: ba mẹ ơi, hôm nay con gia nhập vào cái này, gia nhập vào cái kia. Họ gia nhập vào cái gì vậy? Con gia nhập vào Chúa Giêsu. Bảo thôi đừng nha, cái này phải tránh xa. Nhưng mà nếu anh bảo gia nhập vào tổ chức nọ, tổ chức kia, tôn giáo nọ, tôn giáo kia, nói tốt lắm con, đạo nào cũng tốt, con đi đi. Anh em về kiểm tra xem cái quyền lực đời này nó khiến cho con người ta như thế. Cho nên tôi nói tin gì cũng được, theo gì cũng được, hãy theo Chúa Giêsu là chồng. Đó là vậy đó. Đó là sự thật. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu mới đem con người ta bước vào sự sống với Đức Chúa Trời. Còn tất cả những thứ khác chỉ là công cụ của Satan thôi, để cướp, giết, lừa dối con người. Cho nên anh em hãy chú ý điều này. Khi anh em bước một bước tới với Đức Chúa Trời, hãy biết rằng mình đang làm một quyết định đúng. Nha anh em, mình đang làm một quyết định đúng. Và chỉ có quyết định đúng thì thằng ăn cướp kia nó mới cản trở. Cho anh em bước sai á, vừa anh em bước xuống hố, nó nói thôi kệ, để anh đi xuống hố, tao cản làm gì. Nhưng mà anh em bước một bước đúng là nó đến cản anh chị em. Nó biết rằng nếu thả cho anh chị em đi gặp Chúa, thả cho anh chị em có mối quan hệ với Chúa, để rồi anh chị em lớn lên mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, thì một ngày nào đó anh chị em trói gô nó, cho nó xùi bột mép, nó ngã lăn quay này, nó sợ lắm. Cho nên ngày hôm nay nó phải cản anh chị em. Tôi khích lệ tất cả anh chị em ngồi dưới đều là những người đầy dạy Đức Thánh Linh. Amen. Đều là những người đứng lên một phát, Satan chạy cong đuôi lên. Chúa mong đợi chúng ta như thế.
Cho nên anh chị em ạ, tôi xin nhắc lại là có một số cản trở để cho chúng ta không tiến gần được Chúa Trời. Và tôi gọi đó là những sự vấp phạm trong lòng. Cái đầu tiên là những sự vấp phạm trong lòng. Ai đó đang sống trong những sự cay đắng. Cay đắng với người thân, cay đắng với gia đình, cay đắng với vợ, với chồng, với người yêu, với bạn, với bè. Giận hờn, cay đắng, lo lắng. Tất cả những sự này tôi gọi là sự vấp phạm trong lòng. Khi chúng ta bước đến với Đức Chúa Trời mà giữ sự vấp phạm trong lòng thì Đức Thánh Linh không thể nào chạm đến chúng ta được. Giống như chúng ta có cái màn phủ che, giống như nó để chúng ta trong cái thùng sắt khó lại, và chúng ta không thể tiếp cận được với thần linh của Ngài. Cho nên chị em ơi, sự trói buộc đầu tiên mà sự trói buộc thường nhất ở trong con người, đó là sự vấp phạm. Vấp phạm có thể đó trong quá khứ. Trong quá khứ anh chị em đã từng bị đổ vỡ, đã từng bị ai đó lừa, đã từng bị ai đó làm cho bị lạm dụng, bị hại hết. Và bây giờ những dấu ấn đó nó vẫn in đậm ở trong cuộc đời mình, không bao giờ nó rời đi. Cái bóng đen đó nó vẫn bao trùm trong tấm lòng của mình. Và anh chị em ạ, cái sự vấp phạm này nó cản trở con người ta tiếp cận với Đức Chúa Trời. Satan khôn lắm. Satan là tà linh đời này, rất rất là lưu manh, rất lưu manh. Và nó đã đầu tư cho những cái công cuộc cướp giết hủy diệt của nó từ khi một đứa bé còn nằm trong lòng mẹ. Nghe anh chị em, còn nằm trong lòng mẹ, nó đã đầu tư cho cái chuyện cản trở con người đó không gặp Đức Chúa Trời. Một đứa bé nằm trong lòng mẹ, chỉ cần người cha người mẹ có ý tưởng bỏ nó thôi là tà linh lập tức nhập vào đứa trẻ đó liền. Chưa kể cái chuyện là sự gì khác. Tôi gọi đó là sự ruồng bỏ. Và khi đứa trẻ được sinh ra, nó mắc những chứng bệnh tự ti, nó mắc những chứng bệnh tự kỷ, nó mắc những cái chứng bệnh mà người này và khoa học đời này không thể giải quyết được, y học không thể giải quyết được. Vì chứng bệnh này không có nguồn gốc từ cái thân thể vật lý, mà nó có nguồn gốc từ linh. Ta linh đã nhập vào và khiến cho đứa trẻ trở nên như thế. Nếu chúng ta điều tra lại, có thể chúng ta sẽ thấy được có những sự cãi vã bất hòa giữa cha mẹ của chúng. Có thể đứa bé đó đã bị cha mẹ bỏ rơi, có thể bị ông bà bỏ rơi, bị những lời nói xúc phạm, bị những điều nọ điều kia. Và tôi gọi cái đó là sự vấp phạm trong tấm lòng con người, khiến cho con người ta không thể nào có thể tiếp cận với Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay một người muốn được tiếp cận Đức Chúa Trời thì những sợi dây trói đó phải bị đứt ra, phải bị tháo ra, tháo ra để cho con người ta tự do gặp Chúa, tháo ra để cho con người ta tự do trong tấm lòng tiếp nhận Chúa, đầu phục Chúa, vâng phục Ngài và đi theo Ngài. Cho nên trong cuộc đời này, anh chị em kiểm tra lại trong đời sống của mình, có sợi dây trói nào nó đang trói mình hay không? Cái đó có thể có rất nhiều, nhưng mà đôi khi không ai nói, cho nên anh chị em mình đã lơ nó đi và chấp nhận như một số phận. Đấy là câu thường tôi thường gặp. Tuần trước tôi có ghi trên Facebook cái câu: đừng bao giờ chấp nhận nan đề của anh chị em như một số phận đã được an bài. Đó là trò lừa của ma quỷ, vì ma quỷ nó muốn anh chị em ngừng lại, đừng đấu tranh, đừng chiến đấu cho sự tự do của mình trong Chúa Giêsu. Và tôi chú ý có một cái bình luận ở dưới, có bình luận ở dưới ghi như này: thiệt chứ lừa cái gì. Bình luận ở dưới ghi: thiệt chứ nó đâu có lừa, đó là thiệt đấy. Mà tôi chú ý cái bình luận này rất lạ lùng, nó hàng chục cái bình luận, nhưng mà có một cái bình luận là: một sư ơi, đó là thiệt chứ không có lừa gì cả. Tôi nói rồi, tôi không hiểu là con người này đang nghĩ cái gì, nhưng mà chắc chắn con người này đã chấp nhận nan đề của mình như số phận đã an bài. Có thể một căn bệnh mà 30 năm rồi chữa không khỏi, có thể một cái khủng hoảng tinh thần nào đó mà 50 năm nay rồi nó vẫn cứ dai dẳng theo cuộc đời mình. Có thể đó là những ác mộng, những mất ngủ trong đời sống, mà đi bao nhiêu bác sĩ tâm lý về đâu vẫn đóng đó. Và qua bao nhiêu năm tháng,
anh chị em nói rằng thôi, chấp nhận sống chung với lũ, có phải không? Chấp nhận sống chung với lũ. Và có thể con người đó đã bình luận trong cái bài của tôi là nó nói thiệt chứ lừa cái gì. Tôi nói Satan không bao giờ nói thiệt. Satan không bao giờ nói thiệt. Satan chỉ giỏi lừa thôi. Nhưng lời của Chúa là chân lý. Lời của Chúa nói rằng hãy ai đến với Chúa Giêsu thì người đó tất được tự do và được đời sống sung mãn. Cho nên mình đừng có tin Satan. Mình đừng có tin vào cái cảm xúc hay cái số phận của mình. Mình đừng có tin vào những cái gì mà nó đã gieo trong tâm trí mình. 10 năm rồi giải quyết không được, nó gieo trong tâm trí. Yên phận đi con, đừng cố gắng nữa. Và anh chị em yên phận, sống yên phận khổ lắm. Đó là sự thật. Cho nên tôi vẫn hỏi lại anh chị em, hãy kiểm tra đời sống mình có sợi dây nào nó đang trói trong cuộc đời mình không. Đó, nó trói đấy. Cách đây 3 năm khi tôi còn chặn bờ trên núi á, thì tôi mới quan sát, tôi thấy cây cỏ đó, cái cây nào nó mọc lên nó cũng có những cái dây leo nó quấn nè, quấn tùm lum hết. Và tôi để ý tôi thấy cái cây nào mà bị dây leo nó quấn quá nhiều đó thì hầu như tàn lụi luôn, lớn không nổi. Lớn không nổi, tàn lụi luôn. Có những cây tôi thấy nó quấn mà nó ăn vô trong thịt luôn, cuối cùng cái thân cây còn bị tí bằng ngón tay thôi. Đó, nó quấn vậy đó. Và tàn lụi cứ leo lắc như vậy sống. Và tự nhiên tôi cảm nhận được rằng đâu đó trong chúng ta có những cuộc đời bị những dây leo của Satan nó quấn như vậy, và chúng ta lớn không nổi, chúng ta tăng trưởng không nổi, chúng ta không có cái cơ hội để chạm đến sự sống của Chúa được, và chúng ta eo uột theo năm tháng, và chúng ta leo lắc để đi theo Chúa những cái cuộc đời thật là khó khăn. Anh chị em à, hôm nay đừng chấp nhận như thế. Nhưng đây có một tin vui. Và trong những cái cây đó, tôi chú ý tôi thấy có một cái cây, có một loại cây, tôi chú ý quan sát. Tôi ngồi hay ngồi trên hòn đá tôi quan sát. Tôi nói sao lạ, cái cây này nó lại không giống cây khác. Tôi mới hỏi ông anh tôi là cây này cây gì mà xong nó độc đáo vậy ông anh, mà bao nhiêu dây leo không thấy có. Ông nói là cây này là cây câm xe đấy. Cây này mà nó lớn là dùng rìu mà chặt là nhá lửa đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mà đúng thiệt, cái cây này khi nó lớn là cái thân cây nó rất cứng anh chị em. Nó cứng đến mức độ mà nói chung là nó như sắt thép vậy đó. Và tôi để ý tôi thấy tất cả những dây leo bứt ra hết, đứt hết, khô hết, không ăn vào thịt nó được. Tự nhiên tôi học được một bài học. Ôi lại Chúa, có những lúc trong cuộc đời cơ đốc của mình, chúng ta cần phải lớn và cứng cáp để bứt đứt những dây trói của Satan. Đó là điều tôi muốn truyền cho anh chị em ngày hôm nay. Anh chị em có lãnh hội được bài học này không ạ? Amen. Có những trói buộc chúng ta cầu nguyện để bứt đứt. Có những nan đề chúng ta cần cầu nguyện để nó ra đi. Có những vấn đề chúng ta cần điều nọ điều kia kiến ăn để nó ra đi. Nhưng mà có một số những nan đề chỉ có lớn lên mới được tự do. Chỉ có lớn lên mới được tự do. Tôi để tôi thấy cái cây đó đó rất hay. Mày quấn thì cứ quấn, quấn cứ quấn, tao cứ nghiễm nhiên tao lớn. Mà ta đã lớn lên rồi là chúng mày đứt hết. Cho nên trong Kinh Thánh có một điểm anh chị em à, có một điểm như thế này. Ê-phê-sô chương 4 câu 14 chép như thế này. Ê-phê-sô chương 4 câu 14. Tôi đọc anh chị em nghe. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dây động và đổi dời theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật,
để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Đây là ý muốn của Chúa. Ngài không muốn chúng ta cứ trẻ con mãi, Ngài không muốn chúng ta yếu đuối mãi, Ngài không muốn chúng ta cứ phải non nớt mãi, Ngài muốn chúng ta cứng cáp lên. Để cho gì ạ? Để cho những kẻ lừa đảo, những kẻ dỗ dành là Satan ma quỷ, nó không có cửa để quấn lấy đời sống chúng ta. Không có cửa, nó phải bung ra hết. Cho nên tôi mới nói với anh chị em là cái người nào mà nắm được tâm trí của người khác là người đó có thể điều khiển cuộc sống của người mình muốn. Cái anh suy nghĩ đó. Cho nên cái truyền thông nó rất là quan trọng, phải không ạ? Những cái gì mà truyền đạt nó rất quan trọng. Và Satan ngày hôm nay nó dùng truyền thông, nó dùng internet, nó dùng báo chí, nó dùng sách vở, nó dùng tất cả mọi thứ phương tiện tôn giáo, tín ngưỡng của nó để nó gieo vào tâm trí con người cái tư tưởng của nó. Và khi nó đã gieo vào hàng triệu người rồi thì nó chỉ còn búng tay một phát này là hàng triệu người đi theo nó. Và Chúa chúng ta cũng muốn cho tất cả anh em mình hãy lớn lên và vững vàng trong lời của Ngài, để tư tưởng, suy nghĩ và lời nói của chúng ta gắn chặt vào lời của Ngài, thông tuệ lời của Ngài, am tường lời của Ngài, hiểu biết ý muốn của Ngài. Và khi Satan nói một lời thì anh chị em nhận ra ngay. Nhận ra ngay. Đôi khi để biết phân biệt tờ tiền giả là phải học tờ tiền thật cho chắc chắn. Phải không chứ? Học tờ tiền thật. Anh em vô ngân hàng anh em sẽ thấy, hay là vô một số nơi khác anh thấy tờ tiền thật nó có cái gì. Chỉ cần biết như vậy là đủ. Không quan trọng anh giả kiểu gì, anh không giống với cây thật là tôi biết anh giả rồi. Cho nên Satan đôi khi nó chỉ giỏi lừa thôi, và nó chỉ giỏi lừa những người nào lười biếng thôi. Lười biếng không chịu lớn lên, lười biếng không biết Kinh Thánh nói gì, lười biếng không chịu học suy ngẫm Kinh Thánh, lười biếng không đầu phục cuộc đời mình cho Chúa, lười biếng không chịu đi theo Chúa một cách bền lòng. Satan chỉ lừa được những người đó, còn lại thì nó không có cửa. Thấy chưa? Tiếp theo chúng ta thấy trong Phi-rơ nhất chương 2 câu 2. Tôi đọc anh chị em nghe một câu này nữa. Phi-rơ nhất chương 2 câu 2. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Anh em thấy không ạ? Làm sao mình lớn lên? Mình lớn lên nhờ mình sống với lời của Ngài. Đời này nó kiến tạo một cái hệ thống rất là bài bản anh chị. Nó kiến tạo một cái hệ thống truyền thông để khiến cho mỗi một con người mở mắt ra là tiếp cận với hệ thống truyền thông của nó. Anh em nghĩ đi, mở mắt ra tay quơ điện thoại bấm xem báo chí hôm nay nói cái gì, ở đâu chết bao nhiêu người, thằng nào lừa thằng nào, xe kia nổ bánh lăn xuống hố chết 30 người, đúng không ạ? Rồi tổng thống nọ tổng thống kia đánh nhau như thế nào, thế giới này chuẩn bị khủng hoảng chưa, vàng lên hay xuống, tất cả đều nó bao phủ chúng ta từ sáng đến chiều. Và nếu chúng ta không tỉnh thức, cái bộ não chúng ta này nó chứa toàn là rác thải của Satan không, tất cả là rác thải hết. Satan khôn lắm, nó có hàng triệu con quỷ đi khắp mọi nơi, và nó cho con người ta tiêm nhiễm những cái thông tin sợ hãi nè, bất khiết nè, bậy bạ nè, dối trá nè, và gì lo lắng nè, buồn phiền nè, dơ bẩn nè. Tất cả những thông tin đó nó đổ dồn lên và nó đem nó úp vào trong lòng con người. Anh em thấy không? Bây giờ anh em thử làm một cái kiểm nghiệm xem lời tôi nói nó có cái tính chân thật không? Anh em kiểm nghiệm xem tất cả những báo chí ở trên internet, có cái tờ báo nào
mà cái tin tốt nó nhiều hơn tin xấu á. Khó lắm, hiếm lắm. À, người ta gọi là câu, cái thời đại ngày nay người ta gọi là câu là câu view đấy. Anh chị em biết cái câu đó không? Câu view. Mà muốn câu view là nó phải giật gân. Mà nó giật gân, muốn giật gân là phải máu đổ đầu rơi mới giật gân được. Nó vậy đó. Cho nên ngày hôm nay người ta kiến tạo ra một cái hệ thống như vậy để làm gì vậy? Để khiến cho linh hồn con người bị nhiễm độc. Anh em ăn uống mà không có lành mạnh nó nhiễm độc liền. Và bệnh nó không phải phát ra ngay đâu. Không phải anh em ăn bậy bạ rồi mai ung thư ngay đâu. Nếu vậy thì người ta không dám ăn. Cơ bản là ăn bậy bạ hôm nay 50 năm sau ung thư nó mới mọc ra. Cho nên nếu ngày hôm nay, nếu chúng ta không gìn giữ tâm trí của mình, không gìn giữ tấm lòng của mình trong lời hằng sống, sửa thiêng liêng của đạo này mỗi ngày, thì ung thư thuộc linh nó sẽ mọc trong tâm hồn chúng ta. Để rồi 30-40 năm sau chúng ta lại lật ngửa ra, không biết tại sao con cái mình, đời sống mình, tất cả mọi thứ trên mình sụp đổ hết. Tại vì chính hôm nay mình không đầu tư cho sự lớn lên một cách lành mạnh trong linh hồn của mình. Nha anh chị em, điều này quan trọng. Tôi xin nhắc lại chân lý ngày hôm nay. Có những sự dây trói mà chỉ khi lớn lên mới bứt đứt được nó. Amen. Có những sự dây trói trong đời sống mình mà chỉ khi lớn lên mình mới bứt đứt được. Còn không cách gì bứt đứt được. Chúa cho phép như vậy để cho anh em lớn lên. Chứ nếu Chúa đến làm cho anh em trơn tru hết trơn, nói thôi cần gì lớn, trẻ con mãi cho sướng, cứ đi tung tăng như thế này thôi. Có những người bị cám dỗ muốn làm trẻ con mãi, phải không ạ? Bởi vì được mẹ đi chợ mua kẹo về, Tết may quần áo cho, tiền tiêu không phải làm, không lo ngày ba bữa, đúng không? Không phải lo gì cả. Và có một số anh chị em, có mục sư hội thánh lo hết rồi. Ta cứ chủ nhật trùng tín đến nồi đúng số ghế thôi. Thiên đàng là chắc rồi, lên đó ở trong thùng cạc tông cũng được. Cần gì phải cố gắng, phải không ạ? Cần gì cố gắng. Và đôi khi chúng ta bị cái cám dỗ đó, nó làm cho chúng ta chững lại trên cái đời sống tâm linh của mình. Như anh chị em à, như tôi đã nói rồi, nếu chúng ta muốn có mối quan hệ với Chúa thì chúng ta phải sao ạ? Vâng lời Ngài, đầu phục Ngài. Và lời Ngài muốn chúng ta lớn lên. Mà nếu chúng ta không muốn lớn lên thì làm sao chúng ta có mối quan hệ với Chúa được? Phải không anh chị em? Cho nên tôi nói anh chị em phải có sự ao ước lớn lên. Anh chị em ơi, phải lớn lên. Ngoài ra không có cách gì khác. Một câu kinh thánh nữa trong Gia Cơ chương 1 câu 21 nha anh chị em. Cái điều này tôi muốn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Và lớn lên. Gia Cơ chương 1 câu 21. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Anh em thấy không ạ? Lòng nhu mì. Lòng nhu mì nghĩa là lòng khiêm nhường, hạ mình, vứt bỏ cái tôi của mình, vứt bỏ cái ý kiến riêng của mình, vứt bỏ những cái định kiến của mình, và mình hạ lòng xuống để tiếp nhận lời này như một cái thức ăn thuộc linh, như một điều không thể thiếu được trong đời sống của mình. Mình vâng theo. Và Kinh Thánh chép rằng lời đó đó cứu được linh hồn chúng ta. Lời đó đó nó có khả năng làm cho chúng ta lớn lên. Và những sợi dây trói xung quanh chúng ta bị sao ạ? Bứt đứt hết. Bứt đứt hết. Đó là sự thật anh chị em. Tôi kinh nghiệm trong đời sống tôi cũng vậy. Có những thứ mà chỉ khi nào tôi trưởng thành nó mới biến mất thôi. Đó là sự thật. Cho nên ngày hôm nay đó, tôi muốn truyền đạt cái lẽ thật này cho ông bà anh chị em, để ông bà anh chị em khao khát mình được lớn lên. Và cái gì nó kiểm tra được rằng mình đang lớn lên? Có cái bằng chứng nào cho thấy rằng mình đang lớn lên không? Chứ không là mình vẫn còn nhỏ mà cứ nghĩ mình lớn thì cũng căng.
Đó, cái đó cũng cần. Phải có một cái bằng chứng cho chúng ta biết rằng mình đang lớn. Cho nên nó có hai cái thái cực rất là nguy hiểm. Đó là vẫn nhỏ mà tưởng mình lớn, phải không ạ? Cho nên nó đâm ra nó nhiều cái thứ lộn xộn và đời sống mình dễ sụp đổ. Và cái thái cực thứ hai là lớn mà cứ tưởng mình nhỏ, cho nên không làm được cái trò trống gì. Hai cái thái cực này đều xấu. Lớn mà cứ tự ti, ôi con còn yếu lắm, chưa làm được gì đâu. Yếu suốt đời luôn, đến khi nghe về gặp Chúa và con vẫn đang yếu. Có những anh em như thế. Tôi gọi những cái thái cực này nó quá tự ti, lúc nào cũng bảo mình yếu, cần phải học. Và học học suốt đời, học trên thi tắt hơi gặp Chúa luôn. Mà Chúa hỏi con lên đây đã làm được gì, con vẫn đang học Chúa. Mà lên thiên đàng đâu có trường kinh thánh đâu học. Cho nên là nó có cái thứ mà chúng ta cần phải ở giữa, chứ đừng bao giờ đi qua hai thái cực đó. Và tôi xin đưa ra một cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng mình là người trưởng thành, là mình có một đời sống kỷ luật thuộc linh. Đó là dấu hiệu. Cái người nào mà sống có kỷ luật á, là người đó trưởng thành. Người đó trưởng thành. Kỷ luật. Cái kỷ luật này nó nói cho chúng ta một cái sự nghiêm túc trong đời sống, nghiêm túc trong những cái gì mà Chúa giao phó, nghiêm túc trong những gì mà lời Ngài nói, nghiêm túc trong tất cả mọi mệnh lệnh của Ngài. Và đôi khi cái kỷ luật này nó cũng giải phóng chúng ta khỏi những gông cùm, khỏi những cái xấu xa đang bao phủ đời sống. Anh chị em nghe có câu Chúa Giêsu nói không? Nếu mắt xui cho ngươi phạm tội thì sao? Móc quăng đi, tha một con mắt thôi, thiếu một con cũng được, nhưng mà vào thiên đàng còn hơn đủ hai con mắt mà gì? Bị đốt nơi hỏa ngục. Nếu chân xui cho ngươi phạm tội, chặt quăng đi, thà ngươi chống nạn vô thiên đàng, phải không ạ? Còn hơn là đủ hai chân mà bị đốt nơi hỏa ngục. Cái này nói về đời sống kỷ luật, một đời sống kỷ luật thuộc linh một cách kiên quyết, để đừng mở cửa cho bất cứ những quyền lực tối tăm nào. Và cái người trưởng thành là cái người có cái lối sống đây. Không dễ gì để cho một người trưởng thành vấp ngã đâu. Không dễ gì để cho một người trưởng thành bỏ cuộc đâu. Không dễ gì để cho một người trưởng thành thối lui đâu. Không dễ gì để cho một người trưởng thành sống trong tội lỗi đâu. Cho nên cái kỷ luật thuộc linh là một cái tính cách được hình thành khi anh chị em mình lớn lên. Cho nên mình hãy kiểm chứng điều này nha. Và tôi nhắc lại cái lẽ thật ngày hôm nay. Có những sự trói buộc mà chỉ khi nào chúng ta lớn lên mới được tự do, bất đức. Đó là lẽ thật mà tôi muốn truyền đạt cho anh em ngày hôm nay. Hy vọng rằng những lời này giúp ích cho tâm linh của anh chị em. Chúa Giêsu hôm nay vẫn đang sống, và Ngài vẫn đang hành động giữa hội thánh của Ngài. Ngài vẫn đang rờ chạm mỗi cuộc đời chúng ta, và Ngài luôn ao ước rằng chúng ta giống hình ảnh của Ngài khi bước đi trên đất này. Đó là ao ước của Ngài. Ngài không ao ước có nhiều người tin Ngài, nhưng Ngài ao ước hơn nữa là có rất là nhiều môn đồ của Ngài. Có 7.000 người tin theo Ngài, nhưng mà cuối cùng thì chỉ có 120 người chờ đợi Ngài tại phòng cao trong ngày lễ ngũ tuần thôi. Có 500 người Ngài hiện ra cho thấy sau khi Ngài sống lại, nhưng mà có 120 người nghe lời Ngài để chờ đợi Ngài thôi. Có 5.000 người đi theo Ngài, nhưng mà khi Ngài giảng ra những đạo lý chưa hiểu được thì họ bỏ đi hết, còn lại có 12 người thôi. Cho nên tôi thấy được tấm lòng của Chúa Giêsu. Ngài không ao ước đám đông đâu, nhưng Ngài ao ước trong đám đông đó có những con người nghiêm túc trở thành môn đồ của Ngài. Đó là lòng của Chúa Giêsu ao ước. Mỗi một anh bà anh chị em ngồi đây và cùng tôi trở thành môn đồ của Chúa, là những người giống Chúa,
là những người trưởng thành như Chúa, là những người sẵn sàng chia sẻ phúc âm cho người khác, những người sẵn sàng để chữa lành cho những người bị ma quỷ trói buộc và làm cho họ được tự do, sẵn sàng để rao bảo một phúc âm đúng như Kinh Thánh nói và không sợ hãi bất cứ điều gì. Chúa Giêsu muốn chúng ta như vậy để thế giới này, anh chị em ạ, được có ánh sáng. Sự lừa dối của thế giới này quá đủ rồi. 6.000 năm nay Satan đã lừa dối hàng tỷ con người sống trong sự tối tăm, sống trong những gông cùm và những sự dây trói của nó, cho đến một ngày người ta phải nghe được Chúa Giêsu, cho đến một ngày người ta phải biết được có một đấng giải cứu họ thì họ mới được tự do. Ví dụ như tôi đây, 27 năm trước nếu không nghe Chúa Giêsu thì bây giờ tôi cũng không biết là cuộc đời mình trôi nổi đi đâu và làm cái gì, đang ở trong hang cùng ngõ hẻm nào không biết. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi được gặp Ngài, thấy được ánh sáng của Ngài và thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình, thấy được rằng cuộc đời này là một quán trọ mà thôi. 5, 6, 70 năm, 80 năm, 90 năm, tất cả chúng ta đều ra đi. Nhưng mà tôi hỏi ông bà anh chị em rằng, ra đi rồi đi đâu? Cảm ơn Chúa hôm nay cho tôi biết tôi đi đâu. Không biết đi đâu mới là cái điều đáng sợ. Đáng sợ. Rất đáng sợ. Đó là lý do tại sao người nào cũng sợ chết hết. Người nào cũng sợ chết. Anh chị em thử tưởng tượng, ví dụ tôi đứng đằng sau một bức tường. Nếu tôi biết bên kia bức tường là bàn tiệc, là resort 5 sao, mọi người đều canh phòng cẩn mật sang đó là được vui hưởng, thì tôi có sợ khi bước sang bức tường đó không anh chị em? Có. Nhưng nếu tôi biết đằng sau bức tường đó là cá sấu với hổ với sư tử nó đang chờ để nó nuốt thịt tôi, thì tôi sợ. Đó là lý do tại sao người ta sợ chết. Vì đằng sau cái chết là một điều kinh khủng, rất kinh khủng, mà không ai nói được cho chúng ta hiểu. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng từ trời xuống mới nói cho chúng ta hiểu. Đó là dòi bọ nằm mền, lửa cháy đời đời, là những điều kinh khủng chờ đợi những con người không biết Chúa. Không có Ngài không được tái sinh, và cơ hội không còn nữa. Nhắm mắt rồi là cơ hội không còn nữa. Chúng ta phải xa vào nơi đó và đời đời kiếp kiếp ở nơi đó. Và anh chị em à, đây là động lực để cho chúng ta rao giảng phúc âm. Đây là động lực để cho chúng ta không xấu hổ để nói cho tất cả mọi người biết rằng phải tin Chúa Giêsu để được sống. Cho nên có một nhà truyền đạo nói tôi thấy rất là chí lý và rất là được khích lệ. Ông nói như thế này: đối với người thế gian không có Chúa đó, sự chết là một điều gì đó quá kinh khủng. Nhưng đối với những người đã tái sanh á, chết là trở về nhà. Amen chứ? Chết là trở về nhà. Chết là một cánh cửa khác mở ra để chúng ta được gặp Đức Chúa Trời của mình và sống một đời sống vinh hiển. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn truyền đạt cho anh chị em: hãy lớn lên, hãy giống Chúa, hãy đầu phục Chúa, hãy đi theo Chúa, hãy vâng lời Chúa anh chị em. Đừng để cho đời ngắn ngủi này bám víu cuộc sống mình. Đừng để cho tất cả những gai góc trà chân của cuộc đời này níu kéo mình. Đừng để cho những cái điều gì quá tạm bợ của đời này níu kéo mình và khiến cho mình sao trật mất phần ân điển và cõi đời đời mình không biết mình đi đâu. Hỡi anh chị em ơi, hãy lớn lên, hãy trưởng thành lên, mạnh dạn lên. Tôi ước ao hội thánh của Chúa đầy dạy những con người có thể làm được những việc vĩ đại như Chúa làm trên đất này. Chúa Giêsu nói hãy ai tin ta thì làm được việc ta làm mà còn làm lớn hơn nữa. Câu đó anh em thấy được khích lệ không? Rất khích lệ. Và chúng ta làm được bởi vì Thánh Linh ở trong chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay anh em à, có những sự dây trói mà chỉ anh em lớn lên mới bứt đứt nó. Có những sự ràng buộc cầm giữ cuộc đời chúng ta mà chỉ khi lớn lên chúng ta mới được tự do.
Cho nên đừng nản lòng. Sao mà cầu nguyện mãi không được? Đừng nản lòng. Sao mà kiên ăn mãi không được? Đừng nản lòng khi mà tôi đi chỗ nọ chỗ kia, biết bao nhiêu người đặt tay lên đầu tôi ngã rầm rầm mà tôi cũng vẫn đau đống đó. Ngã hồi vào chai luôn, thôi hết muốn ngã luôn. Có những người như thế, tôi thấy có những người thì lên không khỏi cốc này ngã xuống rồi về cũng như vậy, thôi chai rồi, khỏi cần. Cho nên vậy mà có một cách nữa để tự do, đó là gì hả? Lớn lên, amen. Có một cách nữa để tự do là phải lớn lên. Chúa cho phép như vậy. Và mỗi người Chúa làm một kiểu, đúng không? Đối với ông mù Ba-ti-mê thì Chúa phán lời, hãy sáng mắt đi, đức tin con chữa lành con. Còn đối với ông mù ở trong Giăng đoạn 9 là Chúa nhổ nước bọt hò đất làm trét lên mắt ông đó. Chúa làm kiểu mà cả hai đều sao hả? Sáng hết. Có ai chữa bệnh mù mà hò buồn trét lên mắt không? Tôi thấy cái này là hơi căng, đúng không ạ? Hơi căng khó tin. Mắt tôi đã mù rồi mà này còn lấy bột trét, bột đất trét vô nữa thì hơi căng rồi. Nhưng mà cách của Chúa làm vẫn là hiệu quả. Mà đôi khi ngày hôm nay biết đâu được, anh chị em đang ngồi ở dưới, bao nhiêu người bệnh tật đau yếu trói buộc cái gì đó trong đời sống tôi không biết, nhưng Chúa biết. Và tôi nói tiên tri nha, có một cách cho anh chị em, đó là hãy lớn lên để được tự do. Ngồi ra một cách khác. Ok chưa? Nào, chúng ta hãy cầu nguyện nha. Bây giờ để cho lời của Ngài được thẩm thấu mà anh chị em chúng ta đồng đứng nào.